Ô biển xanh chở phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hòa Bình, 52 tuổi, chạy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương khi qua biến lức bị nổ lốp, lật ngang sáng 29 tháng 3, khoảng 7 giờ 30 phút. Theo một lãnh đạo phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát, Cục Cảnh sát Giao thông, tai nạn xảy ra lúc 7 giờ 20 phút trên cao tốc thuộc địa phận xã Thạnh Đức. Nguyên nhân ban đầu ô tô bị nổ lốp sau, tông vào giải phân cách, trên xe chở 3 người. Tai nạn khiến phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Lê Hòa Bình bị thương nặng, được xe cảnh sát hộ tống đưa vào bệnh viện đa khoa Long An, thành phố Tân An, cách đó khoảng 15 km. Tài xế và một người đi cùng bị thương nhẹ, còn tỉnh táo. Bác sĩ Huỳnh Minh Phúc, giám đốc sở y tế Long An cho biết nạn nhân khi đưa vào viện trong tình trạng ngưng thở, ngưng tim, tiên lượng xấu. Tại hiện trường, ô tô nằm lật ngang, đầu xe móp méo, biến dạng, hướng vào giải phân cách, gần đó nhiều mảnh vỡ. Vị trí xe lật cách điểm va chạm với giải phân cách khoảng 10 mét. Tai nạn khiến cao tốc kẹt xe kéo dài. Đến 11 giờ, ô tô được rời khỏi hiện trường. Ông Bình là phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách lĩnh vực đô thị. Sáng nay theo kế hoạch, ông đi bến Tre dự lễ khởi công cầu rạch Miễu hai nối địa phương này với Tiền Giang. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, trung lương dài gần 62 km, 4 làn xe, đưa vào hoạt động từ năm 2010. Là cao tốc đầu tiên ở miền Nam nối thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Long An, Tiền Giang, vận tốc tối đa 100 km/h. Đầu tháng 1 năm 2019, cao tốc dừng thu phí, lượng xe sau đó tăng trên 30%, 40.000-50.000 lượt xe mỗi ngày đêm khiến mặt đường quá tải, hư hỏng. Hơn 200 vụ tai nạn xảy ra kể từ khi cao tốc dừng thu phí. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé xin cảm ơn